bởi vì thân các bạn đang theo dõi chương trình thực sự của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Hôm trưa ngày thứ năm ngày 27/9, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau. Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nguyện Gia Lai tập trung xây dựng đạt nông thôn mới trong vùng.